Chào mừng các bạn đã đến với kênh Top Khám Phá Bí Ẩn. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về câu chuyện Nguyễn Phúc Hồng Bảo và âm mưu cướp ngai vàng của em trai Từ Đức. Sơ lược về Nguyễn Phúc Hồng Bảo. Nguyễn Phúc Hồng Bảo sinh năm 1825, mất năm 1854, còn hay gọi là An Phong Công, là con trưởng của Nguyễn Hiến Tổ Thiệu Trị Hoàng đế, vị hoàng đế thứ ba của triều đại nhà Nguyễn. Dẫu là con trai trưởng nhưng ông không được truyền ngôi, mà ngôi vị thuộc về người em cùng cha khác mẹ là Hồng Nhậm, tức Nguyễn Dực Tông Tự Đức. Không chịu khuất phục việc hoàng vị trao về tay Tự Đức, hoàng trưởng tử Hồng Bảo sau hai lần mưu sự năm 1851 và năm 1854 để giành lại ngôi vị không thành, ông bị Tự Đức giam cầm và chết thảm trong ngục. Thân thế Nguyễn Phúc Hồng Bảo. Nguyễn Phúc Hồng Bảo sinh năm Ất Dậu, tức ngày 19 tháng 4 năm 1825. Mẹ ông là Đinh Thị Hạnh, người Gò Công, huyện Tân Hòa, tỉnh Gia Định. Năm đó, Đinh Thị được đưa vào cung năm mới 16 tuổi. Chỉ ở hàng lục chức thấp kém, sau khi mất, Tự Đức mới truy phong làm quý tần. Năm 1840, lúc mới 15 tuổi, hoàng tử Hồng Bảo được ông nội là Nguyễn Thánh Tổ Minh Mạng phong làm An Phong Đình Hầu, là người con lớn được sắc phong sớm nhất của Thiệu Trị, khi đó vẫn còn là hoàng tử. Sau khi Thiệu Trị lên ngôi, vào năm thứ ba trị vì, Hồng Bảo được phong làm An Phong Công. Theo lệ triều Nguyễn, ngoài tước thân vương và quận vương rất ít khi phong, chỉ dành cho hoàng thân cực kỳ có công lao, còn thì các hoàng tử sinh thời được phong cao nhất là tước thân công, sau đến quốc công và quận công. Việc hoàng tử Hồng Bảo được phong thân công cho thấy địa vị rất cao quý của ông. Theo lẽ thường, sau khi Thiệu Trị băng hà, hoàng vị sẽ được truyền cho con trai trưởng là An Phong Công Hồng Bảo. Vào năm 1842, Hồng Bảo còn được phép tháp tùng Thiệu Trị trong dịp tuần du ra Bắc Hà để cùng hiểu rõ chân tình. Năm 1847, ít lâu trước khi qua đời, Thiệu Trị còn cho tổ chức lễ Đại Khánh Ngũ Đại Đồng Đường mừng việc Hoàng Tôn Ưng Đạo, con trai của An Phong Công Hồng Bảo vừa mới chào đời. Trong dịp này, Thiệu Trị đã đích thân ẩm Hoàng Tôn Ưng Đạo trình với Thuận Thiên Thái Hoàng Thái Hậu. Tất cả những việc ấy khiến Hồng Bảo rất tin tưởng mình sẽ là người được kế vị sau này. Sự kiện Hồng Bảo bị phế truất. Ngày 27 tháng 9 năm Đinh Mùi, tức ngày 4 tháng 10 năm 1847, Thiệu Trị băng hà. Liền ngày ấy, các hoàng thân và các quan văn võ họp tại Điện Cần Chánh để tuyên đọc di chiếu. Theo đó, hoàng nhị tử là Phúc Tuy Công, Nguyễn Phúc Hồng Nhậm được lập lên ngôi, tức Tự Đức. Hồng Nhậm khóc lạy lãnh mạng. Di chiếu đọc chưa dứt, An Phong Công Hồng Bảo phẫn uất thổ huyết hơn một đấu, nằm vật vã giữa điện đình. Lúc làm lễ đăng quang, mấy người phải đỡ ông dậy, nghi lễ mới hoàn tất. Lý do bị phế truất, sử nhà Nguyễn chép lời trăn trối trước khi mất của Thiệu Trị nói với các đại thần là Trương Đăng Quế, Võ Văn Giải, Nguyễn Tri Phương và Lâm Duy Hiệp như sau. Trong các con ta, Hương Bảo tức Hồng Bảo tuy lớn nhưng vì thứ xuất, con bà Hầu sinh ra mà lại ngu độn ít học, chỉ ham vui chơi, nối nghiệp không đặng. Con thứ hai là Phước Tuy Công tức Hồng Nhậm, thông mẫn ham học giống in như ta, đáng nối ngôi làm vua. Hôm qua ta đã phê vào tờ di chiếu để trong Long Đông, ống Chạm Đông, các ngươi phải kính noi đó, đừng trái mạng ta. Dù vậy, Hồng Bảo không tin đây là ý vua cha mà do Trương Đăng Quế bày mưu, nên quyết chí báo thù người gây ra và tìm cách giành lại ngôi báu. Đại thần Trương Đăng Quế là thầy của Thiệu Trị và là người rất có thế lực trong triều. Tương truyền Đăng Quế và Hồng Bảo có sự hiềm khích nhau từ trước. Trong thư đề ngày 15 tháng 1 năm 1852, giáo sĩ Gali viết: Ông Hồng Bảo bị cướp ngôi, ông chẳng buồn vì ngôi vua về tay em ông, còn hơn sang tay kẻ khác, nhưng ông muốn có dịp moi gan móc mắt ông Quế. Mưu đồ giành lại ngai vàng của Hồng Bảo, mưu sự lần đầu vào năm 1851. Trong thư vào ngày 26 tháng 11 năm 1848, giám mục Bellerin lúc bấy giờ đang ở Huế có viết: Theo tôi biết thì Hồng Bảo đã nhiều lần tìm cách lấy lại ngôi báu mà ông đáng được thừa kế vì là con trưởng, và ông đã muốn lôi cuốn những người công giáo về phe ông bằng cách hứa hẹn với họ không những sự tự do mà còn có cả ảnh hưởng của ông để biến vương quốc của ông thành một quốc gia Thiên Chúa giáo. Tôi không biết những lời hứa hẹn ấy thành thực đến mức độ nào. Các con chiên nhiều lần đến hỏi ý kiến tôi về vấn đề này. Tôi luôn luôn trả lời rằng chỉ nên tin tưởng ở Chúa Trời và Đức Mẹ, và tôi cấm họ xen vào những việc chính trị. Ngoài ra còn có hai giáo sĩ khác lúc bấy giờ cũng đang truyền giáo ở Huế như giám mục Retort, giáo sĩ Gali, v.v. đều ghi lại sự việc với nội dung tương tự như trên.
thấy không thể trông cậy vào những người công giáo, Hồng Bảo xe qua hướng khác, El Kaderi kể. Nhưng cuối tháng Giêng năm 1851, trong dịp Tết âm lịch, người ta bắt ông giữa lúc đang sửa soạn trốn sang Singapore, cầu viện người anh. Ông định tự tử, nhưng những người đầy tớ khuyên can nên ông quyết định nhờ sự khoan dung của nhà vua. Ông mặc áo tang, xõa tóc, ẵm đứa con trưởng khoảng 6-7 tuổi đi đến cùng vua khóc lóc thảm thiết. Khi được vào ý kiến, ông thú nhận có ý định trốn ra nước ngoài, nhưng không phải để kêu gọi người ngoại quốc đến gây chặt chả, mà chỉ vì nghèo khổ, bị bạn bè và kẻ hầu hạ khi dễ xa lánh, nên ông chỉ muốn đi qua Pháp để được sống như một người dân bình thường. Không chắc nhà vua tin những lời ấy, nhưng cảm động vì thấy anh quỳ dưới chân mình để van xin, nhà vua vỗ về, hứa sẽ lo cho ông được sung túc, nhận con ông làm con nuôi và còn cho ông 100 nén bạc và một nén vàng. Mưu sự lần sau, tức năm 1854, được tha, Hồng Bảo lại tìm cách lật đổ Từ Đức. Trong thư khác viết vào năm 1855, giám mục Bellerin cho biết: một hôm, Hồng Bảo họp những người đồng đảng lại để uống huyết thệ, uống máu ăn thề. Sau buổi lễ, một số người trong nhóm ra nước ngoài, có lẽ để tuyển thêm đồng chí. Một người trong bọn trở về nước bằng Ngã Sim và Cao Men, tức Campuchia bây giờ, có đem theo một nhà sư vừa tuyển mộ được. Vì đối đãi với nhà sư không được chu đáo ở dọc đường, nên khi vừa về nước, nhà sư liền đi tố cáo với quan. Quan bắt y lúc đang ngủ, trói lại, bỏ vào củi như một con thú dữ và giải về kinh đô, bị tra tấn, y khai tất cả. Hoàng tử Hồng Bảo bị kết án lăn trì, nhưng vua Từ Đức đã ân xá đổi thành tù chung thân, giam trong một nhà ngục làm riêng cho ông. Thừa lúc một mình, ông dùng màn giường thác cổ chết. Nhà vua cho chôn cất với một quan tài đơn sơ, không nghi lễ gì cả. Theo sách quốc triều chính biên chép, An Phong Công Hồng Bảo mưu nghịch rồi thác cổ chết trong nhà giam, con trai con gái đều dự vào mưu phản nghịch ấy. Trước đó Hồng Bảo vì không được lập, lòng âm mưu lạ, lén thông đồng với người Tây bị phát giác. Bắt được giải về kinh xét qua đúng như vậy, Hồng Bảo trong nhà giam tự tử, con cái đều cải qua họ Đinh là họ của mẹ cả. Sách quốc triều sử toát yếu chép. Năm Giáp Dần, tức năm 1854 tháng Giêng, Hương Bảo mưu nghịch tự tử, vì không được lập cho nên mưu nghịch. Khi có tội, triều đình đổi ra họ Đinh. Con trai con gái Hương Bảo và người dự mưu là Tôn Thất Bật đều bị xóa tên trong sổ Tôn Thất. Căn cứ thông tin này thì hoàng tử Hồng Bảo chết vào tháng Giêng năm Giáp Dần, tức năm 1854, hưởng dương 29 tuổi. Hậu quả mà Hồng Bảo phải nhận lấy: năm Từ Đức thứ 19, tức năm Bính Dần 1866, ba anh em là Đoàn Hữu Trưng, còn gọi là Đoàn Trưng, con rể Tùng Thiện Phương Miên Thẩm, Đoàn Hữu Ái, Đoàn Tư Trực cùng một số võ quan, binh sĩ và dân chúng đã nổi dậy, mưu lập con trưởng của An Phong Công Hồng Bảo là Đinh Đạo, tức Ưng Đạo, lên làm hoàng đế. Cuộc mưu phản này thất bại, cả gia đình Hồng Bảo gồm 8 người là Đinh Đạo, Đinh Tự, Đinh Chuyên, Đinh Tương, Thị Thụy, vợ Hồng Bảo và hai đứa con Đinh Đạo, một trai một gái đều bị xử giảo, treo cổ. Sử liệu có chép, đứa con trai của Đinh Đạo mới 3 tuổi bị thắt cổ đến 2 lần mà vẫn chưa chết, khi bỏ vào quan tài còn khóc oa oa. Đến thời kỳ trị vì của Hoàng đế Thành Thái, Hoàng trưởng tử An Phong Công Hồng Bảo mới được phục hồi danh dự, cải phong An Phong Công như cũ, cho con trai thứ 8 của Thái Thịnh quận vương Nguyễn Phúc Hồng Phó là Nguyễn Phúc Ưng Thực làm con thờ tự. Bên trên là tất cả thông tin về cuộc chiến nội cung giữa hai anh em vua Từ Đức, Nguyễn Phúc Hồng Nhậm và Nguyễn Phúc Hồng Bảo. Nếu thấy video hay và có ích, các bạn hãy like video, nhấn đăng ký và nút chuông để ủng hộ cho kênh Top Khám Phá Bí Ẩn các bạn nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.